Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Diễn Radio. Chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ và ý nghĩa. Còn chủ đề của chúng ta ngày hôm nay sẽ là mùa đông. Những ngày cuối thu, gió bắt đầu mang cái lạnh từ phương Bắc tràn về. Hà Nội lại chuẩn bị chờ đón những màn sương mù dày đặc hay những cơn mưa bất chợt răng mắc khắp không gian. Ngồi nghe dự báo thời tiết, ta bỗng giật mình. À, lại một mùa đông nữa rồi đấy. Có bao giờ bạn một mình chạy xe giữa dòng người tấp nập và nhận thấy mình đang rất lạnh? Không phải chỉ là cái lạnh của thời tiết, mà còn là cả cái lạnh của bên trong tâm hồn. Ánh đèn đường hắt lên những đôi tình nhân đi bên nhau chẳng làm cho bạn trở nên ấm áp, mà nó chỉ lấn át, khắc sâu thêm nỗi cô đơn của một con người đơn côi. Tự an ủi mình, ừ thì duyên chưa tới, rồi sẽ có lúc nào đó ta tìm được người ấy mà thôi. Nhưng khốn nỗi, trái tim ấy cứ gào thét lên trong tâm trí. Cần lắm một ai đó ở bên, cần lắm một bàn tay đan chặt lấy bàn tay mình để xua đi mọi nỗi trống vắng, xua đi những lạnh lẽo trong tâm hồn. Nhưng cuối cùng, ta vẫn chỉ là một kẻ cô đơn. Nhưng này, người cô đơn kia ơi, mùa đông sẽ thật bi thảm, sẽ chỉ ngồi mà ngậm nhấm nỗi cô đơn một mình như thế. Quả thật, trong cái lạnh của mùa đông, con người ta sẽ mong muốn hơn bao giờ hết cho mình một hơi ấm. Nhưng hơi ấm đấy, đâu chỉ có từ một người mà ta vẫn luôn gọi là người yêu kia đâu. Nghe thử tôi nói nhé. Bạn có thể hối hả chạy thật nhanh về nhà sau một ngày chống chọi với sự lạnh giá của thời tiết và xã hội, chui rút vào một góc nào đấy của gia đình và cùng quay quần bên một nồi lẩu bốc hơi ấm nghi ngút với hương thơm lừng từ thức ăn mẹ nấu, chẳng phải cũng hạnh phúc sao? Hoặc bạn có thể hẹn hò với chính người bạn thân nhất của mình, cùng ngồi ở một quán quen thuộc, thưởng thức một tách cà phê, nhìn mọi thứ xung quanh như một khán giả, ngẫm nghĩ và sẻ chia cảm xúc của mùa đông. Đôi khi chỉ cần yên lặng ngồi bên nhau như thế cũng là quá đủ. Hoặc hơn, bạn có thể hẹn hò với chính người mà bạn vẫn thầm thương trộm nhớ, đi ăn kem chẳng hạn, với tư cách là một người bạn thôi. Đừng nghĩ đó là ngược đãi cảm xúc của mình, chỉ đơn giản là thưởng thức không khí của mùa đông cùng với kem lạnh và một chút gì đó ấm áp trong lòng. Và đôi khi chỉ cần như thế, trái tim của bạn đã cảm thấy được vỗ về và tiếng gọi của hạnh phúc văng vẳng bên tai bạn. Nhưng hãy luôn nhớ rằng người bạn vẫn luôn tìm kiếm, người đó vẫn đang chờ đợi và cũng đang tìm kiếm bạn, và cũng đang tận hưởng một mùa đông như bạn mà thôi. Nếu người đó cứ mòn mỏi chờ đợi thì không phải thế giới này sẽ rất bi thảm sao? Vậy nên, bạn tôi ơi, mùa đông có thể là mùa để người ta tìm kiếm tình yêu, nhưng đừng quá nghĩ ngợi về nó và chôn vùi hết thời gian trong mệt mỏi. Mở cửa sổ ra, biết đâu gió đông đang mang người đó đến với bạn mà bạn chưa nhận ra. Sống nơi biển lớn, gửi anh những ngôi sao trên cao,
tặng anh chiếc khăn gió ấm, để anh thấy chẳng hề cô đơn, để anh thấy mình gần bên nhau, để anh vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc anh thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi anh, nụ hôn của em ấm áp. Và anh hãy cười nhiều anh nhé, vì anh mãi là niềm hạnh phúc của em mà thôi. Hãy cười nhiều anh nhé, vì anh mãi là niềm hạnh phúc.